Hello, chào các bạn đã trở lại với kênh channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ có một cái video để mà giải đáp thắc mắc cho những anh em mà có bình luận trên kênh của mình á. Nhưng mà mình chưa có trả lời được hết cho các bạn á. Thì hôm nay mình sẽ chọn lọc ra những cái câu hỏi cũng như là cái điều thắc mắc của các bạn để mình sẽ giải đáp cho các bạn ha. Thì không nói nhiều nữa, mình sẽ vô luôn chủ đề. Cái câu hỏi đầu tiên mình muốn giải đáp cho anh em đó là một bạn tên là Smart. Bạn nói là nhìn được mỗi cái đầu thôi, thân hình thì củ chuối kiểu gì ấy. Thì cái bạn muốn nói đến là cái video của chiếc R15 V4 và chiếc R15M 2022. Thì các bạn cũng biết R15 V4 và cũng như là R15M này chắc chắn nó sẽ thừa hưởng thiết kế từ đàn anh cũng như là những cái dòng xe mới ra. Đó là cái dòng mới nhất, đó là dòng Yamaha R7 và cũng như R1 luôn các bạn. Thì cái đèn phía trước á, nó sẽ đặt ở trong cái hốc gió giả đó, như hồi xưa mình nói là hốc gió giả, nhưng mà giờ nó đặt trong cái hốc gió đó. Thì cái đèn đó là cái đèn mà resistor đó. Rồi hai bên thì nó sử dụng đèn full led, thì cái phải thiết kế lại cho nó đẹp. Còn bạn nói là thân hình này nó củ chuối, có nghĩa là các bạn đang chê cái thân hình, có nghĩa là cái thân phía sau á, từ cái bình xăng mà xuống phía sau á, thì mình cảm giác nó như là nó hơi ốm các bạn. Nó hơi ốm, nó không được gọi là nó không được rắn chắc như cái dòng R15 V3 cũ ha. Tuy nhiên mình cảm giác được đó là Yamaha phải thay đổi để giúp cho chiếc xe mình nó sẽ trở nên mới mẻ hơn, và nó cũng sẽ trông như nó lạ mắt hơn. Chứ các bạn mà mình lấy cái thân hình giống như R15 V3 cũ và cái khung sườn cũ thì nó không ok bằng cái thiết kế mới, và cũng như cái khung sườn mới nó sẽ chắc chắn và đậm chắc hơn. Rồi đó, câu thứ nhất. Rồi cái câu hỏi thứ hai các bạn, đó là về cái dòng R15 V4 này luôn. Đó là một bạn tên là MC Gaming Mobile. Bạn nói là 90 triệu thì ai mua, đúng lúc thì dịch không có lúa. Có nghĩa là lúc dịch này nè, bạn nói là bạn không có tiền, nhưng mà nếu mà 90 triệu thì ai đưa mua được thì mua. Đó là vấn đề mà cái câu hỏi này mình nghĩ là như vậy. Và các bạn này nói là cái vấn đề mình cũng không có hiểu chính xác cho lắm đó. Thì nếu mình nghĩ không lầm, đó là bạn nói là 90 triệu thì có nghĩa là giá xe này thì 90 triệu thì có thể là mua được trong lúc dịch này. Nhưng mà hiện tại thì dịch chắc chắn là nó sẽ không ra đâu các bạn. Vì thứ nhất là dịch ra thì xe mua rất là khó khăn. Các bạn tiền bạc, các bạn bây giờ cũng biết là dịch á, mình sẽ để tiền để mình trang trải như mua đồ thiết yếu, rồi đồ ăn, đồ uống, đồ này nọ ha. Đó. Nên nếu mà 90 triệu mà có phanh ABS luôn á, thì mình nghĩ là ok, giá đẹp có thể mua được. Các bạn cũng biết là hồi xưa nha, R15 V3 mà mới ra nha các bạn, nó sẽ tầm 100 đến 100 lẻ mấy triệu luôn. Thì mới ra thì nó sẽ đôn giá rất là cao đó. Nếu mà 90 triệu mà có ABS luôn thì mình nghĩ là chắc người ta mua hơi bị nhiều á. Rồi cái câu hỏi thứ ba mình muốn nói đến đó là một bạn tên là Nguyên Trần Đức. Bạn nói là GSX-R110 phiên bản tiêu chuẩn không ABS thì có VAT chưa? Thì những cái dòng xe mình báo giá cho các bạn đều là có VAT nha các bạn. Giá tầm khoảng là 62.900.000 ha. Phiên bản là phiên bản không ABS, còn phiên bản mà có ABS thì nó tầm khoảng là 66.900.000 ha các bạn. Đó, đây là cũng là giá mà nó có VAT, các bạn chỉ cần làm biển số thôi. Còn nếu mà các bạn không muốn làm biển số á, thì các bạn tự làm ha. Còn mà nhờ người ta làm luôn á thì nó sẽ tầm khoảng là tầm 3-4 triệu, do biển tỉnh mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì tầm 6-7 triệu. Thì dịch này các bạn mà mua xe thì Minh Long sẽ ship xe tới cho các bạn luôn á, rất là tiện lợi với các bạn. Rồi tiếp đến là câu hỏi thứ tư các bạn, của bạn Tú Ngọc, đó là mình 1m67 nặng 60kg thì nhón chân nhiều không AD, xe mình vẫn dùng bằng A1 được phải không? 1m67 mà các bạn sử dụng cái con dòng xe này, là mình nói tới là dòng xe XSR155 nha các bạn. Các bạn đang hỏi là 155 thì 1m67 xài được không? 1m67 ngồi thì ok đó các bạn. Tại dòng này là dòng Lexico. Dòng Lexico thì các bạn ngồi nó thoải mái, nó đâu có chờm nhiều đâu. Đó, ngồi ok, mình cà phê, cà pháo đồ nó nhẹ nhàng, như là mình đi nó thư giãn, nó không có bị mỏi lưng. Còn những cái dòng short bike, boss bike như R15 V3, CBR150R đó, thì nó chắc chắn là sẽ bị mỏi lưng và nó không có thoải mái như những cái dòng naked, giống như là một dòng Lexico. Xe này là 155 thì các bạn vẫn sử dụng bằng A1 nha. Từ 155 trở đổ lại á thì nó sẽ sử dụng bằng A1 luôn. Còn 175 trở lên thì mới sử dụng A2 thôi. Tất cả dòng xe luôn nha các bạn. Câu hỏi thứ năm đó là em có 80 cũ thôi, chả biết đủ không, hơn thì chịu.
Rồi một bạn nữa là trả lời là trả góp hơn 50% được mà lo gì. Có nghĩa là bạn nói là trong cái phạm vi mà mình có 80 triệu thôi thì mình làm sao mà mình sở hữu được cái dòng xe này. Thì các bạn cũng biết đó là mình sẽ hỗ trợ trả góp. Tại vì những cái dòng xe nào mà vừa hot mà vừa mới ra chắc chắn sẽ mắc các bạn. Ví dụ như R15V4 này nó mà ra mắt bảo đảm các bạn nó tầm khoảng tầm 90 triệu đến 100 triệu nó không rẻ đâu. Tại vì con này Yamaha này nó rất là hút hàng, nó rất là hút giới trẻ. Tại vì những cái dòng R15V3 mà cũ hồi xưa mà mới ra mắt á, 100 triệu, 100 lẻ mấy. Đó là chính hãng, còn nếu mà nhập Indo về thì nó sẽ rẻ hơn chút xíu á, nghĩ là sẽ rẻ hơn. Tùy theo ví dụ như mặt hàng nó nhiều thì nó rẻ, còn mặt hàng mà nó hiếm thì nó sẽ đôn giá là thôi. Đó là điều hiển nhiên. Còn một cái vấn đề là trả góp thì nó nhẹ nhàng hơn, ví dụ như các bạn có thể trả từ 50% cho đến 70% thì lúc đó cái lãi suất của bạn rất là rẻ. Thì các bạn có thể là tự kiếm tiền, tự làm hàng tháng mình sẽ góp cho nó ổn định mà nó cũng đỡ hơn là cái chi phí mình bỏ một lượt ra. Tiếp theo là câu hỏi số 6 của bạn Phúc Trần. Động cơ không cải tiến, còn giảm 1 HP so với bản cũ nữa, không biết Yamaha nghĩ gì? R154 nếu mà nó đã ra mắt rồi thì chắc chắn nó sẽ tối ưu lại các bạn. Người ta không muốn là xe nó quá mạnh, người ta muốn tối ưu lại. Thứ nhất là tối ưu về cái sức mạnh, thứ hai là tối ưu về cái tiết kiệm nhiên liệu, thứ ba là tối ưu về cái gì, về cái khả năng vận hành của nó, thì giúp cho chiếc xe nó trở nên nó chạy nó sẽ mượt nè, nó bốc nè, rồi nó giúp ích cho chúng ta được nhiều thứ hơn. Sao các bạn biết động cơ nó không cải tiến, nhiều khi nó sẽ tinh chỉnh, chỉ cần tinh chỉnh một chút xíu nhỏ trong ECU hoặc là những cái bộ phận chi tiết nhỏ trong cái động cơ thôi, chắc chắn là nó sẽ rất là mạnh và cũng như là rất là tối ưu cho cái phiên bản mới của R15V4 này. Các bạn yên tâm, không có gì mà không cải tiến hết á. Tại người ta đã nghiên cứu ra một cái dòng phiên bản mới thì chắc chắn nó sẽ cải tiến lên chút xíu vậy đó. Nhưng mà nhiều cái cộng lại thì chúng ta cũng biết là nó sẽ tập hợp lại một cái dòng xe mới đó. Tiếp theo câu hỏi số 7 của bạn Tô Hoàng Dựa Tô. Đó là gấp sao mà giống CB150R, động cơ lên khoảng 19 mã thôi thì lên trái xăm 2 nữa, CBR150R đứng đầu phân khúc luôn. À, một bạn này nó nói là nếu mà CBR150R mà phiên bản mới này nè, nó sử dụng cái động cơ mà 19 mã lực thêm trái 62 nữa thì lúc đó thành xe độ luôn các bạn. Nó thành xe độ luôn. Đó. Mà lúc đó thì nếu mà thành xe độ thì chắc chắn là các bạn cái độ bền nó không cao đâu. Nhưng mà mình thấy được là bạn nói cũng có một phần có lý, tại vì cái dòng xe mà GXR150 của thằng Suzuki á, nó sử dụng cái trái 62 các bạn. Động cơ rất là mạnh. Nhưng mà cái đó là cái quy trình cũng như là cái sản xuất cái động cơ của người ta bí mật, rất là không phục cái thằng Suzuki nha các bạn. Thì nói chung như vậy, nhưng mà thiết kế của Yamaha và Honda thì nó sẽ bắt mắt hơn. Còn Suzuki thì thiết kế nó nói chung là nó hơi bị không được ưa mắt cho những cái giới trẻ cho lắm đó. Tiếp theo là câu hỏi số 8 các bạn. Đó, bạn hỏi là CBR150R on new 2022 thì của bạn đang ra, thì con này bản ABS ra giá lăn bánh tiệm cận 100 triệu. Mình nghĩ là không có tới đâu các bạn. Mình đã nói chuyện với bạn quản lý bên cửa hàng bên Long á, thì ta có nói là giá nó khoảng từ 7x cho tới 8x hoặc cao lắm là 9x thôi, không có tới 100 cũ đâu. Nên các bạn yên tâm đi. Nó sẽ ví dụ như các bạn không có ABS á, thì nó tầm khoảng là ví dụ như tầm khoảng là 75, 77 gì đó. Còn nếu mà các bạn có ABS thì tầm khoảng là 88 hay 89 đó, trong khoảng đó thôi. Bảo đảm với các bạn là trong khoảng đó chứ không thể nào mà cao hơn được. Các bạn cũng biết là xe nó đang kiểm định rồi nhưng mà nó chưa tung ra. Tại sao? Thì nhất là một phần là cũng do dịch các bạn. Dịch quá thì bây giờ nếu mà tung giá ra thì chắc chắn là nó không được hot và cũng không được giá. Thì đó, thì giá xe lúc nào cũng giảm trong tình trạng dịch mà các bạn biết à. Đầu tư kinh doanh rất là khó khăn. Rồi tiền mặt bằng này nọ các kiểu đó, bắt buộc phải giảm giá để mà bán được xe. Đó, các bạn nên yên tâm nha. CBR150R thì có giá từ 7x tới 8x thôi, không có chuyện mà quá 100 triệu đâu. Nên các bạn cố gắng chờ đợi. Hết dịch thì các bạn sẽ thấy được điều rất là bất ngờ. Cảm ơn các bạn đã gửi câu hỏi, comment và đóng góp ý kiến cho mình. Trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng kiếm cái gì đó quay cho các bạn coi. Dịch quá cũng không có gì quay cho các bạn coi hết. Tiếp theo mình sẽ báo giá những cái dòng xe nhập khẩu để các bạn nắm được những cái dòng xe cơ bản như là của Yamaha, Suzuki và Honda. Đầu tiên đó là dòng Suzuki đi. Suzuki GXR150 thì hồi nãy mình có nói rồi, nhưng mà mình sẽ nhắc lại luôn, đó là
GSR 150, không ABS thì 62.900.000. Xe này đã có VAT nha các bạn, và hiện tại đây giá này giá của tháng 9 2021. Rồi R150 thì phiên bản ABS thì có giá là 66.900.000, có VAT rồi, chỉ cần bỏ phí ra là biển số thôi. Suzuki Bandit thì có giá là 50-51 triệu, màu đỏ đen, màu vàng, màu nâu gì đó. Tiếp theo là GSX S150 thì có giá là 58.800.000 nha các bạn. Nó có hai màu là đen đỏ và đen xanh. Tiếp theo là dòng Suzuki Rider 150 FE thì có giá là tầm 49-49.500.000, tùy theo phiên bản nào các bạn lựa chọn. Tiếp theo là dòng xe Honda các bạn. Xe Honda thì có dòng CBR150R phiên bản cũ nha, phiên bản cũ chưa phải on new, thì có giá là phanh ABS á, thì có giá là tầm 80-85 triệu. 80 triệu là trắng đỏ đen rồi đó. Còn phiên bản mà Repsol thì nó có giá là 85 triệu nha. Còn phiên bản CBS á, nhiều bạn nha, ngộ cái chỗ này nha. CBS và không ABS nó khác nhau chỗ nào ta? Không, bây giờ phân tích luôn nè. Không ABS có nghĩa là phanh thường thôi. Còn phanh CBS, CBS là gì? CBS có nghĩa là nó sẽ giúp cho lúc mà mình thắng một cái á, thì nó sẽ hai phanh nó sẽ sử dụng một lúc, nhưng mà sử dụng một cái lực gì đó vừa phải thôi, vừa đủ cho các bạn phanh xe thắng lại đó. Rồi Honda CBR250RR thì có giá là tầm khoảng 152 triệu nha các bạn. 152 triệu chưa phí ra biển số đó. Thì ở đợt này thì cũng sẽ có phiên bản CBR250RR phiên bản 2022 luôn mới về. Bữa mình có quay làm clip rồi đó, nhưng mà chưa có trải nghiệm thực tế ở ngoài đời, thì bây giờ sau này hết dịch thì mình sẽ đi làm cái video về con này. Vario 150 các bạn nhiều người hỏi nè, đó là giá là 51 triệu và 51.500.000 tùy theo phiên bản màu ha. BCX 160, BCX thì cái dòng xe này cũng mới về các bạn, phiên bản 2022 luôn á, thấy nhiều bạn cũng quan tâm á. Có ABS luôn nha, có ba màu, là có bốn màu, trắng đen đỏ xanh, giá là 88 triệu, có VAT rồi. Rồi bạn nào thích cái dòng CB 150 Vezza thì nó có giá tầm khoảng là 48.500.000 đó. Sonic nha, Sonic 150 thì sử dụng chung cái hệ động cơ của Winner X, thì được bán với giá là 54.900 với lại là 56.900 đó. Phiên bản trắng đỏ racing thì 56.900, còn những cái màu khác là 54.900.000. Dòng Yamaha đi các bạn. Yamaha đi ha. Yamaha thì có thằng Exciter 155 các bạn. Exciter 155 thì phiên bản tiêu chuẩn là 45.400.000, còn phiên bản cao cấp là tầm khoảng là 48-49.900. Đó. Rồi, đó là những cái dòng xe mà các bạn cũng biết ha. Tiếp đến là dòng Netscape Pi đi, MT15. Các bạn nhìn hỏi nè. MT15 thì hiện tại nó có giá là 69 triệu các bạn, tất cả các màu luôn. Một cái giá rất là tốt so với những cái dòng xe mà thị trường lúc trước mà đang về á, tầm 7 mấy, 8 mấy triệu không, giờ là 69 quá rẻ rồi. TFX thì chỉ còn 55 triệu thôi. TFX này nó ra cũng lâu lắm rồi đó. Sau này nó ra MT15 nhìn ngon hơn nhiều. Còn dòng R3 thì 129 triệu các bạn, có VAT rồi, đầy đủ màu. Tiếp theo là dòng MT03 ha, MT03 thì giá 95 triệu các màu luôn. Đó. Rồi, các bạn còn hỏi thắc mắc gì á thì các bạn nhớ comment bên dưới để mình có thể làm video để tổng hợp lại, có thể là giải mã đáp. Nếu các bạn có thắc mắc hay là muốn hỏi câu hỏi gì á thì các bạn hãy comment bên dưới để mình tổng hợp lại những câu hỏi nào hay, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn ha. Còn về dịch bệnh ấy, thì mình chúc các bạn sẽ có nhiều sức khỏe để chống được cơn dịch này, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong thời gian sớm nhất. Các bạn nhớ bấm like, subscribe và chia sẻ video để ủng hộ mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn, bye bye, chào các bạn. I believe in you, and I just feel that this will be